Ôi phúng thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Người hiền đức hãy hân hoan trong Chúa viếng ca ngợi, là của những kẻ lòng thành. Thần phúng cho những quốc gia địa cầu, đường hồng ân Thiên Chúa thống trị làm vua. Thần phúng đứng dân nào Chúa đã chọn, ôi phúng thay dân đã chọn làm cơ nghiệp của Ngài. Và này Chúa nhìn xem ai tin kính dõi màn tìm, từng người mến Chúa thật lòng, để Ngài luôn chăm sóc vui an tận và cứu thoát khỏi thần chết. Người tung băng cơ hàn Chúa dưỡng nuôi. Ôi phúng thay dân tộc nào mà Chúa đã chọn làm cơ